Chào ngoại ơi, bữa nay mới tới ngoại ơi. Dạ. Khỏe không ngoại? Ờ. Bữa nay vui vui vẻ rồi nè. Chơi đi con. Từ nay vậy nè. Bữa nay sao rồi? Thấy như sao rồi? Con thấy đỡ tí nào chưa? Đỡ. Dạ. Khỏe không? Khỏe. ăn uống được chưa? Nãy giờ tôi nói nè. Ít ăn. Ít ăn hả? Dạ. Ít ăn rồi ốm rồi sao? Con nói làm sao? Ai dụ con? Dạ. Ai dụ con? Nói dụ con hả? Nay từ thiệt rồi chú ơi. Đây mặc áo rồi chờ, cao gáo rồi chứ bộ, thấy không? Nó cao lắm chứ đâu phải nó thấp. Nó cao chứ đâu có thấp. Nãy giờ chào nó cao mà. Nãy nó vô nè. Chú mới tới. Hôm nay sáng sủa rồi nè, thấy không? Tổng chào mấy chú hết á. Chào mấy anh. Chào cả nhà. Hôm nay vui hết rồi ha. Vui rồi, mừng rồi. Cho con cái trà đá uống được rồi. Trà đá hả? Uống chị? Có ai uống ngủ? Uống ai uống cái gì uống? Dạ, con ngồi đây nè. Ngồi đây chú hối thăm coi. Ngồi với ngoại đi. Ngồi với đây với ngoại. Kế ngoại kìa. Ai đó vô uống nước. Cô ba vô ngồi uống nước. Ngồi xích đây nè. Rồi ai nói chuyện nói. Ngồi xích ra ngoài kìa. Ngồi xích ra ngoài. Rồi bữa nay thấy sao, trong lòng thấy sao? Thấy khỏe không? Cũng khỏe. Cũng khỏe ha. Dạ. Cũng còn hơi buồn ha. Từ đi giờ nãy giờ tôi vô tôi nói nó nè, tôi nói tao đi dài ngoài vô người ta hỏi chứ tao gu con bà đẹp vậy mà đi theo miên tao muốn lấy bụi lục bình mà tôi đắp vô mặt tới xíu bé này nó cao gáo bự con chứ đâu có nhỏ đâu, còn cao đó mà nó còn cao còn lớn nữa, cũng nhỏ mà cao nữa là người mẫu con, con gán đi thích làm người mẫu không? Chú dẫn đi luôn. Để. Bà nội. Bà nội khỏe không nội? Chú mới chú đó hả? Dạ. Rồi con về con ngủ được không? Không à. Sao ngủ không được? Không biết nữa. Ngủ mà không buồn ngủ hay là mà buồn? Hôm qua chở tôi chơi, tôi yêu đâu ở ngoài đi chơi mà chỉ đi ra lộ ra mất công thì cha nó nói thôi để làm gì. Con ăn uống vô mà được, đến hồi lần nữa ta bao tử đó nha, bệnh đó. Cái này là giảm cân là dễ gì ăn nhiều. Không, ăn là một chén cơm nhỏ vậy. Rồi con không có xài điện thoại nữa ha. Dạ. Rồi điện thoại mẹ giữ ha. Em giờ em không có xài cái điện thoại đâu con. Chị mãi giờ gần chị hai nữa không á. Đứa cháu về rồi được vậy cũng thay mặt anh. Mua bánh, quên bánh. Lên đây nói được rồi, nói với mặt được rồi. Chào con, khó vậy. Thấy mặt luôn mới được. Thấy mặt mới được. Chào con, thấy mặt cảm ơn. Cảm ơn là mày thấy mặt. Mua bánh đi, cảm ơn cộng đồng mạng á. Con ngồi đây đi. Tại cái này có ai bệnh hoạn đâu, khớp miệng, khớp mồm. Ngồi đi. Lộn. Cầu chúc con lột cháu trang được thấy mặt người ta cũng mừng mẹ ơi, tên ta cũng giờ lên đó. Là anh làm sao? Cậu á. Cậu ruột ha. Rồi anh có lời gì anh nói. Thì nói chung thì em cũng trước hết rồi em cũng chứ hết cảm ơn cộng đồng mạng với sao nữa cũng mấy anh cũng chung đồng hành đi với nhà em kiếm được đứa cháu về thì cũng biết nói gì hơn thì chứ em cũng cảm ơn cộng đồng mạng với gà mấy anh cũng chia sẻ cũng cực khổ với em Út thì em không biết nói gì hơn thì em cũng chúc cho mấy anh đầu kia dạng sự dí mà đầu kia cũng theo ý muốn cũng đi kiếm như gì thành công tốt đẹp.
là muốn kiếm người nữa cho thành công ha. Dạ, nó dạ. Suôn sẻ ha. Dạ. Cũng như Duy dạ, gì ha. Dạ. Anh là sao của Duy? Cậu Duy. À cậu ha. Dạ. Cậu không gà không gặp. Có đi rước mà không gà không có không. À không có không ha. À, cũng dạ. Bạn nghèo với nhau không đó. Nghèo nhau không đi xuống dạ. Đó. Muốn không đó. Muốn ha. Cái đâu có ở đây mà có ai mà cá. Thì cháu nó về anh em ở đây người ta cũng ra lấy mấy chai rồi. Rồi. Hết buồn chưa con? À, gắn chú rồi. Hết buồn chưa? Hết cháu gắn rồi. Đó, đây nè bên đây. Ừ, đúng rồi. Ừ. Ngược bóp nó giữ nhà bóp trên à. Đi trơn bỏ nhà bà ơi, ăn trộm bà ơi, trộm dữ lắm bà ơi. Trộm có gì lấy cửa lại. Tối ngủ được không? Tối con ngủ được không? Sao hả? Sao nói chú nghe vậy? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Sao mà không biết? Hay là có suy nghĩ gì không? Anh có nhớ gì không? Nói chung là con về là ba với mẹ với tất cả cô chú anh chị em ông bà cô bác trên cộng đồng mạng là ai cũng mừng hết trơn á. Chú này nữa hả anh? Ờ, vắng mặt chú này đấy mà. Con về Sài Gòn mới xuống. Bữa đó người ta đang đi bắt chuột kêu về sớm quá trời, chưa dính con chuột nào chân. Bắt được chuột nào chưa? Chưa dính được con chuột nào chân. Ba chạy cản em chưa? Đâu có. Con mới xuống thấy con chuột chạy ngang, con mới xuống tính chụp rồi giờ nó chạy theo luôn. Tuổi gì con tuổi gì? Con chó. Chó rồi, chó. Chó thì bắt chuột phải. Đúng rồi, chó thì bắt chuột phải rồi. Chó nó giật chuột lắm à. Mới tính bắt thấy chuột chạy ngang, thấy rồi tính bắt nó chạy chui vô hang. Mấy anh đấy. Mẹ Duy bữa nay cười tươi quá ha. Đẹp này. Được con mà không thôi khóc bù lu bù lo hoài. Khóc mà lên xe mà khóc suốt luôn. Tối chị Ngân ngủ được không chị Ngân? Ngủ được mấy anh ơi. Ngủ được hả? Dạ. Khóc. Tôi đêm hôm này tôi nói chuyện cũng không nổi nữa. Anh hai gì đắng con hả ta? Kêu rồi uống nước. Kêu gọi nó kêu ảnh nó nhịn cơm. Rồi bữa nay ba con có đi xịt thuốc không? Có. Có. Dạ. Có sáng xịt đi em mới về. Xịt mới về nữa hả? Xịt nó gần đây không? Hai bình, ba bình, ba bốn bình gần đây với có chỗ xa nữa. Ờ, có chỗ xa nữa ha. Thường là mình đi xa nhất là khoảng bao xa? Khoảng chừng 3-4 cây. Ờ, 3-4 cây ha. Thì nói chung mình đây nông thôn mà. Rồi hôm ngày Bi nó có nhắn vô điện thoại nữa không chị? Cũng gắng là... Có điện thoại đâu, mình biết nhắn không? Điện thoại chị á. Giao cho dì Hai quá luôn, hết trơn luôn, còn cái nào ở nhà chứ. Thấy trơn hả? Hả? Thôi cái chuyện tình cảm của bé mình chỉ mình nói từ thôi chứ mình đừng có nhằn nhọc quá, tội cũng tội nghiệp cho nó. Ha. Nói gia đình mình gì đó. Cái gì là nó đến là nó đến, nó không đến là nó không đến à. Thì mấy bữa gài nó cũng kêu em á là cho nó nhắn tin. À. Cái mà nó giờ con không có nhắn gì trơn, nó thương con thì lên tới nhà mình. Bây giờ không có qua lại với nó nữa. À. Đó là mấy thật lòng cần tôi đi đây nghe, nói phải nói dài dài nghe tôi. Để nó nếu mà bị nó lên thì sao? Gia đình tính sao? Thì nó nói chuyện em là được thì em mới cho nó cơ hội chứ. Dạ. Thì nói chung thì gia đình cũng mở lòng bà cũng được. Bà nói không à, bà không có lên. Bữa nay bà nói đó, bà già nó nói tôi không có thể nào tôi lên được. Không để cho lâu cho thằng Bi nó lên, nó hai đứa nó hâm nó nói chuyện với nhau cho nó đỡ buồn, thấy không? Nhắc tới tên cái khóc nữa kìa. Tại mấy ông nhắc chứ. Tôi tự tôi đi thì tôi mắc cỡ tôi muốn chung dưới đất á. Không có gì. Đâu mắc cỡ. Bây giờ không. Bữa nay cái hỏi chào ngũ tuổi sao con cháu bà sao? À bố giờ nó khác rồi ngoại ơi. Nói ơi. Con cháu bà không quen vậy. Tại vì sao? Cướm. Ai nào nói tôi. Cô nói là lý do là bây giờ mình thay đổi tất cả được nhưng mà không thay đổi được cái suy nghĩ tính. Như tính nó đã có rồi. Cho nên gia đình mình phải hãy cũng như lỡ bé thương bé một chút. Lỡ bây giờ nó u môi cô cũng đâu có kêu nó làm con gái được. Ừ. Phải không? Cái tính máu nó vậy á. Phải được. Phải cho được chứ không có nói gì. Căn gốc ông bà đó rồi. Đây con đi nhiều rồi. Nếu bây giờ nó làm chồng trách nhiệm á, nếu gia đình á nó có chồng có nó con. Nó lắm đó bà ngoại. Nhưng mà sau này nó gia đình nó cũng đổ vỡ, cũng tội nghiệp đó. Mình phải thương con là mình phải thương cái hạnh phúc của con luôn. Xui rồi mà thương của cháu luôn chứ mình ép buộc cháu tội cháu. Cháu được mà. Không thì con cũng chia sẻ đó, tại con gặp rất là nhiều hoàn cảnh rồi.
là làm tròn trách nhiệm gia đình cháu à? Có hiểu tại vì có chồng vậy rồi sao có chồng có con đàng hoàng nhưng mà nó gia đình nó cũng đổ vỡ thì lúc đó nó bị tổn thương hơn, nó tội nghiệp nó hơn, nó không có hạnh phúc, hại cháu mình thêm. Cái số nó vậy rồi cô ơi, không có thay đổi được cái giới tính. Nếu mà ta thay đổi được giới tính thì cả thế giới này là chỉ có giới nam giới nữ thôi, không có giới thứ ba. Bởi vì cô Hưng thấy sao nó làm bd này kia tùm lum đó, nó có cái máu gì rồi, thân xác đàn bà nhưng mà tâm hồn là của một người nam. Tôi nay nam nữ gì không biết mà tôi thấy cái bà ngoại chưa biết giờ tôi bất cứ qua thấy cái mặt là tôi cũng ưa rồi. Bà ngoại chưa hiểu tai thôi chứ. Mà nghĩa là con cháu mình hạnh phúc, mình thương cháu là mình phải hiểu cái hạnh phúc của cháu và cái nỗi lòng của cháu. Thì tụi con thì chỉ chia sẻ vậy thôi, còn còn quyết định là của gia đình. Đúng rồi đó. Nhưng mà con thì con thấy rất là nhiều cái hoàn cảnh đó là có chồng có con bình thường nhưng mà sau này gia đình đổ vỡ thì không còn hạnh phúc nữa, thì nó tổn thương nó rất là nhiều, tổn thương rất là nhiều người nữa. Còn nghiệp như nó vậy đâu có chồng được cô ơi. Ví dụ như nó có chồng thì nó cũng không có sống hạnh được phúc. Hạnh phúc đâu. Bạn con bỏ rồi. Hai người bạn luôn á, là có chồng có con bình thường nhưng bây giờ cũng gia đình cũng bỏ rồi, cũng đi theo cũng mình cũng không phải bảo đảm. Mà tôi nói với mấy chú bây giờ mình cũng phải rèn luyện từ từ rồi coi cái giới tính nó ra sao, chứ không phải mình dậu quá. Dạ đúng rồi, thì cứ gia đình cứ suy nghĩ và theo dõi bé rồi coi em nghĩ anh đó muốn rồi theo anh luôn đó. Rồi, chết luôn rồi, chết luôn rồi, cái này chết luôn rồi, nhóc anh chờ cho anh Tân luôn rồi chết rồi. Trời ơi trời, ba bốn bốn anh mà anh Tân đẹp trai nhất. Đây đẹp trai nhất nè, cao nè. Không, em có phải anh đó. Anh Tân là hết tóc đẹp nhất nè. Múc cái đầu bên cái đầu á. Không ra nói đắc. Nói mà anh nào anh Tân đâu anh này. Anh Tân nè. Con bà. Vậy mà mấy Bình rồi tôi nói cái ai, chú kia, chú lùng lùng kia chứ. Chú lùng luôn đi thật. Trên chú lùng. Không ra tôi nghe nói mà tôi con Vi nó cười kìa. Nó nghe nói chú lùng nó cười kìa. Dạ cho Vi cười đi. Duy mới bi. Con cháu không phải nói nhỏ nhẹ mới được cô ơi. Cái gì vậy nói nhỏ vậy. Mà mình phải tập luyện từ lần. Chứ cũng như mấy chú đi đó, công cán của chú cũng dài dài hoài. Thì bây giờ tôi về nhà. Đúng rồi. Dần chứ đâu phải từ từ nữa chứ. Khúc nào mà được. Còn nhỏ mà. Bây giờ bữa nay mình nói rồi tới khúc đó mình ngừng. Chứ mình nói nhiều quá nhiều khi rồi nó đầu óc không suy nghĩ tới. Nó cũng quan tâm. Thì giờ gia đình cứ theo dõi chăm sóc bé đi từ từ. Chứ không có gì đừng có lo. Vài bữa rồi cần con Bi nó lên gia đình mình cũng cho lên cho hâm nó chuyện rồi ha. Thì nói chuyện với nó. Không cái này con nói hỏi thiệt á. Chị giờ nó lên biết... làm bạn thôi, bình thường làm bạn bình thường. Cho nó nói chuyện tâm sự chưa? Hay rồi bà ngoại ơi, bà ngoại mở lòng một chút xíu để cho con cháu mình nó hạnh phúc. Con nói này con nói thật lòng nha. Thì bà ngoại không ra ngoài, bà ngoại không biết. Để cho hai đứa nó qua lại bạn bè chơi, mình còn biết nó ở đây, biết đi tới lui ở đây. Chứ còn không mà nếu mà lỡ nó vụt một cái là không biết đâu mà tìm luôn á. Tiêu luôn á. Ngốt ngốt nó đi tìm lành. Cái đó còn nói thiệt. Thứ hai đó là thứ hai đang là tôi nói rồi đó, tôi nói là thôi đi về đi con ơi. Bây giờ rồi khi sợ nó cuồng rồi nó nghĩ quẩn cô. Bây giờ đi kiếm nó hoài, bây giờ làm phiền quá mà ở dưới nhà dưới này thì nghe mấy chú nói trển mà dưới này cứ dậm cẳng hoài trời ơi vậy mà vẫn đi hoài. Hỏi chứ làm phiền quá trời làm phiền. Đúng linh ấy. Gái thứ hai tôi nói người ta làm cho tới chứ bà biểu tắt ngang người ta có nghĩ thì đâu có gì đâu phiền bà ngoại. Tụi con làm thì làm phải làm cho tới chốn chứ. Chứ là nếu mà làm giúp giúp tới nơi tới chốn mà chứ không giúp bọn ngang chừng. Thì bây giờ mấy chú hỏi cho mấy chú là về tới đây mà tôi không giáo dục con tôi là quá dở, con cháu tôi là quá dở. À không nhận thôi, nhận thì phải giúp. Dạ. Hỏi chứ gia đình tụi con đi tới chỗ nào cũng vậy chứ. Dạ. Không quay thôi, quay là phải giúp làm cho tới trên nơi tới chốn. Cho nó liền hạnh phúc. Chừng nào xong nhiệm vụ rồi thôi. Chứ đâu có mà mới ban đầu đi kiếm nữa chừng có bỏ cuộc đâu được. Dạ. Nhưng bé Duy cũng vậy, phải hạnh phúc một tụi con mới chịu cái gì cũng vậy hết. Thì tôi cũng phải ngoài trời cũng nói bây giờ con không giờ suy nghĩ là đi rồi là bây giờ mấy chú mấy cô
cô đi kiếm con đó, bây giờ từ đây sắp tới con giàu con có điện thoại con chơi đi nữa, con cũng phải giao thiệp với mấy chú. Mấy chú ơi khỏe không, đồ này kia mình dạy cái tấm tình cho con cái mình cho nó cháu mình cho nó bình phục lại, chứ bây giờ tâm hồn nó còn là nghĩ du dơ lắm. Tôi không biết nữa, nó đang đau khổ. Dạ. Nó giờ còn đau lắm. Nó còn đau khổ lắm cho nên mọi người hãy thương con. Thấy, thấy là cười gì chứ. Trong lòng cái tim nó tan nát trong gân á. Xé tơ ra mà. Trời ơi. Cũng như mình giờ mình yêu cũng vậy thôi. Cũng như anh với chị hồi xưa hai người yêu nhau cũng vậy thôi. Đau khổ lắm. Nói chung thì nói chung mình vậy rồi, lúc này yêu thương thì cũng phải có người ra vô kia, chứ đâu phải mà nó được cái suôn sẻ hết đâu. Đúng rồi. Nói chung bây giờ cứ để hai đứa làm bạn, nhưng mà làm bạn với điều kiện á là phải biết lo làm ăn phụ giúp gia đình, chứ không phải là lo đi chạy đồ này đồ kia. Đi làm bông là không cho làm bạn. Chung chui chung nhủi là không có được. Tại mấy chú đàng hoàng không biết có qua đường này không, mấy chú thấy hai bê đê rồi ngoài không. Trời ơi bây giờ ngang gắn bó mà bán giàu tiền lắm. Bán đồ ngang nó giàu lắm đó, đó thì cũng nói cô vậy đó. Đi chơi không mà mình thấy nhiều đâu, tại vì trốn tại vì gia đình mình không chấp nhận nó mới đi chơi á. Không, mới đầu tiên là mới đầu tiên con nhỏ này nó giấu tôi nè, nó lên ăn nó năn nỉ rõ ràng, nó chưa suy nghĩ, nó chưa suy nghĩ, chỉ là cứ đi chơi thôi. Còn nói với cô nè, bây giờ hai đứa này nó còn nhỏ xíu hà, nó chưa tới cái tuổi để lập nghiệp đâu, bây giờ nó còn ham chơi. Để cho nó qua lại bạn bè đi, rồi khi mà nó suy nghĩ bạn bè tôi đâu có cánh qua lại, cái là không có đi bây giờ vẫn ở nhà. Ờ thì ở nhà con bé này là phải con ở nhà ha, đi xuống thăm con gì. Con ở nhà lâu lâu mốt bi của lên thăm nó thì nói chuyện chơi ha, đi lên chơi hoài. Nhưng mà không có trốn gia đình đi nữa, có gì nói chừng nào mà bạn bè kia bình thường, chừng nào mà bi của lên á thì mấy chú có gì rước dẫn chơi vô cho con chơi, xong rồi chiều đi chị. Tự nhiên lại mấy chú đây á, có nhiều khi con muốn đi chơi mà con hỏi được với ba cha mẹ thì mấy chú trả cho đi luôn. Đi chơi một bữa hai bữa hả? Là về sáng đi chiều về, như đi du lịch đó. Đi du lịch thôi, đi thăm nhau cho nó có cái niềm vui thôi, xong về lại phải làm một đứa con lo cho mẹ. Đi chỗ này chỗ kia chơi, không có trốn nữa. Trốn như vậy nữa. Đi minh bạch đi đó. Đi chơi thì mấy chú trả cho đi chơi. Còn mà trốn là mấy chú từ đây sao là mấy chú không quan tâm nữa, là mấy chú bỏ luôn á. Không trốn đi nữa, muốn đi chơi hỏi mẹ, nói mẹ ơi, con muốn đi chơi với mấy chú chỗ đó chỗ đó gì đó. Đi chơi đâu đó gì đó. Thì nói điện cho mấy chú, nói con mấy chú lấy xe qua chở đi liền, chở cho con đi ngày gì đó thì mấy chú chở. Mà nói gì nói chứ giờ trốn đâu, nó trốn đâu tìm ra hết trơn á. Giờ vấn đề giờ công nghệ thông tin rồi, ai có điện thoại ai cũng gọi báo hết trơn á. Chú cho nên bây giờ hết được rồi. Mấy chú nè, với gia đình ông bà ngoại, gia đình cha mẹ cũng tạo điều kiện cho con để qua lại bạn bè ha. Rồi sau này là mình lớn lên á, mình có suy nghĩ chín chắn rồi nên mình lo làm ăn, giúp đỡ gia đình, nuôi em hay là nuôi cha mẹ ông bà nữa, rồi tương lai mình sau này nữa. Ví dụ như đâu phải mình sống một ngày ngày hai đâu, mình sống cả đời mà. Thật nhanh, cuộc sống đua chen câu lợi danh, lòng cứ ngỡ khi ta giàu sang sẽ không ưu phiền. Từng ngày qua tâm hồn ta chôn vùi trong ý nghĩa bạc vàng, nên không tin vào ai thật lòng với.